Đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn xin trân trọng giới thiệu VCD Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mậu, Bộ Kinh Khuyên Đời Tu Niệm, tác giả Hòa Thượng Thích Bổ Long, biên soạn Công Đồng, cảm tác Thiện Duyên, thực hiện chương trình Đại Đức Thích Huệ Nhẫn. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa kính mến, để hoàn thành bộ phim này là sự phát tâm của Quách Thành Công, Mai Thu Trang, công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Công và tiểu thương trái cây chợ Bình Điền, hiệp cùng quý hội miễu Tây A Ngũ Hành Điện, cùng nam nữ Phật tử gần xa đã hiệp tâm giúp đỡ chúng tôi hoàn thành bộ phim này. Xin gửi đến chư tôn đức, quý nam nữ Phật tử một món quà làm kim chỉ nam trên bước đường tu nhân học Phật. Rất mong sự góp ý chân thành của quý thiện tri thức gần xa. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Cùng Phật tử khắp nơi thân mến, khi nghe qua kinh điển Mẫu Hoàng, chúc quý ngài đầy đủ phước duyên, sớm bước lên con thuyền Bát Nhã. Kinh kệ khuyên đời ích lợi chung, nhớ trao người khác được nghe cùng. Hồng chung ấn tống bòn duyên phước, pháp thí giống lành ráng vén dung. Khỏi hương sông thâu mấy tầng xanh, nam mô hương cúng dường Phật Mẫu Tát Đại Chứng Minh, nam mô hương cúng dường Phật Mẫu Chứng Minh, nam mô hương cúng dường Phật Mẫu Chứng Minh. Cơ thiên lý ngọc hoàng đình luật ngay, điển quyền di vô cực chuyển say, sắc ban kim mẫu tỏa bài, lĩnh truyền nam nữ gái trai hải tường. Diêu cung điện là nguồn gốc còi, trì lục kinh thoát khỏi sông mê, kim ngôn lời mẹ sông phê, mẫu chờ con dạy tay tê lòng già. Ban ấn
lệnh kỳ ba chuyến chót, truyền tâm kinh cứu vớt tự linh, khai đường thiên lộ lực hình thông tri lý đạo, tỏ tình thâm ân. Linh chân sư tiền căn mẫu tạo, tâm siêu phàm thông đạo thiên tiên, gốc căn chiếu rọi diệu quyền, cõi nguồn ân đức mẹ hiền rải ban. Căn tánh ý đạo hoàn toàn thanh khiết, xưa cung di chẳng biết mùi đời. Linh hồn sáo trọn vị ngôi, căn tiền bích ngọc là nơi cụ trùng. Kha tình ngộ đại hùng minh măng, trì phụng hành bốn phần cho tròn. Tiếp lời máu dạy sắc son, linh trời tuân y mạng bảo toàn nguyên căn. Thức tâm nổi mê trần mộng ảo, tỉnh trí lo tầm đạo vô vi, tu tâm dưỡng tánh kiên trì hành cơ thiên lực mẫu thì ban ơn. Đắc bộ pháp tiền căn linh tâm, thành thật tu mới rành nghiệp duyên. Đạo chân chẳng muốn bạc tiền quá lành, gặt ngay quy nguyên phản hồi. Giữ kim khuyết hỏi trời tam giao, hỏi tam thanh điểm đạo linh căn. Long kỳ bố ngọc tư ân, hoa sen đua nở mừng căn thiện lành. Kỳ tiên lửa thực hành mới quy, ba lần khai mở ly tam thiên. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền, ráng lo tu niệm khỏi phiền về sau. Lòng tự đắc tự cao, dẹp bỏ đường công danh ấy hiệp đó rồi tan. Có chi mà giỏi mơ màng, cơ trời bao ân hành tàn kiếp hung. Con của mẹ thủy chung đạo lý, thì sau này cao quý chi bằng. Ngọc ngà châu bao ưởng thân, cũng không so sánh cho bằng đạo tâm.
cơ bá đạo dễ lầm tà mây. Nếu không tri đạo lý chánh truyền, cao dòi tánh ý mạng căn nguyên giỏi, nghe chẳng xét đạo hiền lầm mê. Khó đạt đạo trở về giới mẫu, màn vô minh hữu lậu phù đầy. Muôn màu sắc tướng nhiễm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên lý, chữ không không ngữ trị tâm hồn. Phép tài áo thuật bàn môn, thần thông biến quá mê mòn đắm say. Nó cũng giỏi bài trời đạo lý, nhưng sự hình ý chí khác xa. Con cần thấu triệt chánh tà trong thân, ngũ tạng nghiệp ma lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khao, tư tưởng lành giữ đạo rõ thông thấu triệt coi làm trong thân, bộ pháp kiếm tầm đâu ra. Lìa sắc tướng thân ta đừng nhìm, dù mọi điều thúc ở liễm muốn ăn. Tạm dồn chẳng nghĩ sát trần, tùy duyên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ đạt đạo đạo thành trước nhất, làm việc xét phân. Chớ nên tình bướng làm càng đỏ thân, uổng kiếp nghiệp quán linh hồn. Tình máu tử thương con mẹ dài, chớ mê còn tiêu hoài mai sao. Sự phân luật định thiên tạo, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu. Chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê còn mang dương y trả dây. Lực hình thương phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng thường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng
Phật sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở danh y thơm, nhục dính chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ giàu. Đạo pháp gian nan cực khổ, hai đắng cay nghiệp lực khảo nhòi, một lời thể nguyện con ơi thần minh y chứng giám đất trời rõ thông, chớ chán nản thay lòng đôi già, muôn đất thành đạo quả phải hành, trứng chiên thử thách phù sanh là đường tiến hóa luật hành người tu. Chớ ý thế giận thù oán ghét, chỉ đại hồn học phép mỹ tà, đức ân dạng sự khó bì, giàu cho lao khổ xá gì bán thân, phải cần lo đào mới xứng danh con thảo rồng tiên, đáp đền thất tổ cũ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khanh giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tánh thảo hiền, nghiệp đời dù có hoang thiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ máy tạo sải sàng quá gấp, chớ chần chờ để lắp tánh linh, trần đồ bạc quái lược thành ngũ hành, dần chuyện nhân sinh lòng mẹ đã rải ban chỉ dài, nếu con nào còn cái luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới thì đừng trách mẹ vậy thời chẳng thương. Màn ma quỷ còn đang trà trộn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần, để tùy duyên kiếp độ căn dễ gì gặp đạo chánh chơn mạng này. Luật kinh Phật tỏ bài sao trước, đời loan kiếp mật thiết khó dò, tư
sanh thập loại nhỏ to đầu thai báo quả khó đo được lòng. Bất kể sự tổ tông đạo đức mang lớp người ngủ trượt tâm mê mang hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lời rồi tung hoành gây tội chẳng cần, giết người cướp của muôn dân, bạo tàn độc ác khó phân nguyên tàn. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xá cũng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyện xây định luật phong thần, khảo nhồi thưởng phạt kiếp căn đời cùng. Sự lựa chọn hiếu trung kỳ cho con khá lo bòn ngã mốt đi đức ân. Chớ ham mê sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp cảnh quả tai khó cố cần định ý tâm ý ấp ổ điển quang. Nghiệp suy thấu triệt trần hoàng trong cơ sàn sải lớp y màng đau thương. Các con nghĩ cho tường cắn kè, nếu không thì tình mẹ xa con. Đau lòng của mẹ tạo hòn dưỡng từ con xuống trần gian lập hành, bị ngủ ma dù tâm mê trần. Đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng thần hư vô. Mãi gây tạo cuộc đời nghiệp hòa, chịu luân hồi dai trả không ngừng. Con ơi lòng mẹ bâng khuâng, nhớ con trong đời tìm phương cứu nàng. Sợ đến ngày giáng màn đại hồi, rồi các con chịu tội bù tòa. Công đồng tam giáo chẳng tha, lực hình sửa trị khó mà an thân. Bị xa đọa trầm luân địa ngục, bãi ức niên mới được đầu thai. Lâm trần nghiệp quả trả dai cũng như mạc kiếp đời nay.
con. Vì chỗ đó nên lòng tình mẹ chẳng nỡ để con kẻ lạc lầm. Chuyện cơ điện pháp quyền tâm chỉ nguồn gốc cõi để tầm căn xưa. Màn tam giáo lọc lừa đảo hòa trên tam thiên lục nghi ba xuống trần bàn môn tả đạo dù căn. Hãy con của mẹ mê trần còn đâu. Nhắc đến đây mẹ sầu linh tự, mãi theo đời quên sự thâm ân. Linh quang gốc tội tiền căn, ngôi xưa phế bỏ nghiệp trần đeo mang. Sự giai trả trần gian chồng vợ, tình thâm ân con nở phụ dông. Chiếu theo lực đạo công đồng thì con bất hiếu khó mong bảo toàn. Quên mất tánh chân hồn giá trị, cứ mê lầm ma quỷ lợi danh. Sanh già bệnh tử hiểu rành, mà sao con mãi đua tranh theo đời. Phế bỏ đạo quên lời mẹ dạy, còn dọc ngang tranh cãi bất tin. Nghe theo tà mi phạm tình, suối con tiêu hoại hồn linh ngục tù. Để vào cảnh âm u đen tôi, biết bao giờ thoát khỏi sông mê. Sanh tâm đầu chánh đi pháp trở về thiên thu. Cơ ân xa tận cùng màn chót, Phật thánh tiên thu giấc linh hồn. Ráng nghe lời mẹ bơ con, đức tin bảo tồn hậu lai. Xét cho kỹ lời ngay lẽ thật, dầu cao nhòi tâm Phật đừng lơi. Yêu mà dù có lắm lời ngọt ngon dụ dỗ theo đường thì không. Thề nhất quyết một lòng vì đạo, hướng muôn đời sáng tạo linh quang. Chiếu soi nhật nguyệt thành tàn, đắc thông ngũ tạng bảo toàn tánh linh. Chuyện nội tâm thân mình định trí, ngồi quán thông các ly chân không. Hoặc là đi đứng nằm lòng
cũng luôn chuyện pháp mới thông diệu màu. Ngoài sắc y tương có đâu là đau, con cần nên kiểm thảo cho tường để làm ma đạo phô trương. Mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh, chúng quỷ kế giả hình tiên Phật, xứng vị ngôi làm trật đạo chân. Bùa linh thuốc lu mê hòn để chúng sai khiến các con theo ta. Nếu chẳng nghe những lời theo dệt, chúng đủ tài làm chết đi chẳng chơi. Không cố tình ý tưởng Phật trời để hành thiện đức khó thời vượt qua. Mạng lừa lọc sư tà ngoại đạo, ra tranh tài tam giáo Phật tiên. Giả hình giả tướng tưởng quyền, mà lòng thêm độc chẳng hiền nghe con. Phi như mẫu chúng còn bói bác, cho mẫu đây vào hàng đạo ta. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà vật chi. Đủ vật chất để thì nuôi dưỡng, cho ấm y thân để được tu hành. Sanh y tâm y lòng dạ bất thành, chế bái kim mẫu để đành đó thân. Dù mang kiếp người tu cũng thế, vô lễ còn khi dễ kêu căng. Phật nào dạy thôi ngang tàn, bất kỳ chân lý đỏ mang ngục hình. Cơ ân xa mở tình thế sự, buồn nói chi ngôn ngữ chẳng kiên. Sao đừng có trách phiền, thần quan tả hổ ghi liền chẳng sai. Tâu thượng đế các ngài tam giáo, chiếu lực hành sứ đạo kỳ này. Long qua đại hội rồng mây, đạo nào chẳng y pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ ráng hiền nhân nhục, rèn đức ân phụ phục bệ rồng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tu tướng mà hồng ít chi.
Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ngân thần mới dừng còn. Một lòng vì mẹ sắc son, ráng lo hành đạo bảo toàn kiếp căn. Đừng xa ngã bụi trần con nhé, để mà dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bàn môn, háo danh trục lợi chẳng còn mãn thân. Mẹ thương con vì cánh mẹ tàu, nên khai truyền lý đạo chân minh. Đó là cốt nhục thâm tình, để làm mối đạo chân linh mịt mù. Dầu ba đạo tâm thời duy nhất, các con cần rõ luật hành trì. Mặc đời thế sự thị phi, tu hành chẳng nể những gì có. Mẹ nhìn thấy dương trần nam nữ, mãi chứa lòng hung dữ giật ngang. Quên căn nghe mẫu tạo tiên ban, xuống trần dục lợi nghiệp nở phụ bạc quên lòng từ mau. Từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh, nâng con nên dốc nên hình. Linh hoang bát bổ trong mình giảng năng, độ phép bao phi đặng quyền diệu, để các con tự liệu xuống trần. Lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hầu thế lập thân đạo hiền. Đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tay ba hầu chẳng hỏi giấy chào. Ấy mình con mẹ thiên cao chê ngài dạy vào lễ nghi. Tội vô lễ ngài thì quán dần, trốn mẹ hiền xuống tận cõi đời. Ngộ ma qua phép dậy thời, nhập tâm con trẻ mê đời táo gây. Cho linh tự đâm sai mùi tục, để thỏa lòng giận tức ba hầu. Cũng là phạm luật thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hại đời.
chim ba kỷ lực trời mở hồi. Lập đạo màu cứu rồi linh căn, thoát nơi quá nghiệp hồng trần được về muôn ức nguyên căn phục trầu. Nay đến hỏi hoàng cầu xoay chiền, đại phong thần lửa tiễn linh căn, chọn con hiền đức nghĩa nhân rõ tri ngũ dục trong thân diệt trừ. Mới thoát khỏi cuộc đời mê mùi, lo tu hành chuộc tội căn xưa. Lòng qua tam giáo lọc lừa chuyển cơ thanh ý đức đại thừa quy căn. Các con khá tinh cần giác ngộ, luyện tâm hồn tự độ mê si. Dâng lại mẹ dạy từ bi, giữ tâm trung nhiêu lễ nghi cho tròn. Lập công y quả mốt bòn đức hành, dụng công phu sửa tâm diệu quyền. Công trình gắn chi cần chuyên, tam công ý trọn vẹn thành tiên tại trần. Đạo chân lý quân thần trong đài, khá phục hồi quán cải tâm y linh. Ơn cha nghĩa mẹ thân tình, ơn thầy nghĩa chúa hy sinh cho tròn. Cố thực hiện bảo tồn chân lý, biết không hành cũng chỉ hoài công. Giang sơn găm dốc non sông, phải đầu riêng hưởng để mong lợi quyền. Phải đâu để người hiền mắt đòa, kẻ ác ngôn dương quả chẳng sai. Dù cho mù kế sắp bài, cũng không qua khỏi được ngay lực trời. Nếu không sớm kịp giờ tình ngộ, để đến ngày thiên số đỉnh kỳ, xác trần bỏ lại còn chi. Hồn linh ngơ ngẩn sầu bi đỏ đài. Mẹ nói trước con nay liệu lấy, rồi sau này khỏi phải trách hờn. Cuộc trần lắm nghi nổi thoáng doan, không nghe lời mẹ linh hồn đó xa. Cơ thượng phạt kỳ ba đã rõ, lực
thiên điều chẳng có gì văn. Dù con làm sứ mạng trời mà làm sai lực cũng thời trí răng. Hoặc các bậc tri căn học đạo hay quy quyền gây tạo tội trần cũng đều bị luật trị răng. Tùy theo nghiệp tội sự phân công bình, luật tiên hóa vô hình đào thai. Chớ mê đời ngu dại hừng hờ, bây giờ chưa thấy làm ngơ. Chừng khi quả tới khó thời cứu nguy, đời ngu mũi biết gì còn mất. Sự trăm năm chưa chắc trường tồn, biết tri thời giận mới khôn. Gần như để chết chưa chôn chờ giờ. Mẹ thô lỗ bao lời châu ngọc, các con cần tu học nghiêm suy. Dù bao cay đắng xa chi, sợ lòng mẹ chẳng y trọn những gì ân sâu. Khắp thế giới quảng cầu dân truyền, mãi càng khôn linh điển cơ quan. Là ngày chọn lọc xây sàn, con nghe lời mẹ bảo toàn nguyên căn. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật bảo tác đại. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật màu tác đại chinh. Cơ trời chẳng dám lậu ra, mẹ thời thương trẻ xót xa trong lòng. Cho nên lòng mẹ trực hồng cánh khuya, mẹ đến tỏ trong sự tình. Nếu mà ngồi để làm thinh, con ơi lớn bé khổ mình về sao. Thấy trong trời đình quặng đau, con ơi nào nổ mẹ vào tâu sinh. Muốn trong thanh y đế thượng đình, thứ dung trần tục tôi xin phen này. Tôi nguyện đổ hết xưa nay,
bao giờ về hết trên thai xưa đời. Mẹ thương con dạy con ơi, nếu không có mẹ thời trời chẳng dung. Con ơi lòng mẹ khôn cùng, thương con trần thế khắp chúng bầu trời. Phải xưa con trẻ nghe lời mẹ đem về ớt thành thơi an nhàn. Có đâu trần tục chẳng ngang, nay thời đau ốm mãi mang tật nguyền. Chết rồi đó lạc viên thiên, luân hồi sáu thú lì phiền u đô. Con ơi lòng mẹ hiểu cô, cũng vì thương một giải tật bệnh con nay, tiêu trừ đau ốm đặng ngày an vui. Hai giải nóng ở nải thuận xuôi, hàng thấp phong chứng hết rồi hân hoan. Canh chài mẹ kiếp lên đường, giá con ở lại mẹ sáng tây đình. Nam mô vô thượng hư không Phật mẫu chứng minh. Ngày ngày lòng mẹ bấn khuân cùng vì thương xót nơi chung bụi trần. Nở nào xây mặt sắp lưng liêu chiêu, con đỏ mẹ đành xiết than. Trời cho hoài nọ sấm gian, nếu không có mẹ ắt tàn chúng con. Bởi nên mẹ trách phiền con, không mẹ sanh thì sáng chẳng còn tiếc chi. Sao con bạc nghĩa chẳng ghi, nhờ ơn tạo quá chút gì công. Nếu như mẹ giận bỏ đành, thì con đôi đặng nên danh cuộc đời. Ngày ngày ăn uống vui chơi, chớ hề con niệm địa thời mẫu đây. Muốn nên kiện vật tạo gây, muốn độ con trẻ phải bài dỗ duyên. Đôi lời mẹ nhắc con ghi, ngày nào kêu mẹ mẹ thì dắt con. Những lời mẹ đã tiên tri, ngày nào đãi hỏi con hiền gặp cha. Ít lời kim khẩu thiết ra, dương gian con ngữ mẹ về thương thiên.
đầu quỳ trước điện vàng, thành tâm kính lạy các hàng chứng minh, độ cho tất cả chúng sinh nương theo chánh đạo rộng tình thương. Một lại kinh lễ Pháp Dương, cầu cho ba tâm bốn phương thuận hòa. Hai lại kinh lễ Di Đà, cầu cho thiện tinh nhà nhà an vui. Ba lại Phật tổ khiến xuôi, năm châu bốn biển dứt ngôi cơn sầu. Bốn lại Di Lặc đỡ đầu, trước đưa sanh chúng thoát lìa bến mê. Năm lại kính lễ Chuẩn Đề, dắt đường sanh chúng trở về Đài Liên. Sáu lại kính lễ Chư Thiên, đó người thoát khỏi quan khiên ngục hình. Bảy lại Thế Chí Tận Tình, đó người tàn bạo sửa mình tu tâm. Tám lại kính lễ Quan Âm, đó người quán trọng thù thâm thần hòa. Chín lại Địa Tạng độ qua, những người đó là trầm khá ngục. Mười lại Tư Thanh Hoài Linh, đó cho tất cả chúng sinh tu hành. Nam mô vô thượng hư không diêu trì Phật mẫu tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn hiền đức, kính thưa quý nam nữ Phật tử gần xa, vừa rồi đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn đã thực hiện xong bộ kinh Chuyên Đời Tu Niệm Giới Phẩm Cẩm Nang Thơ của Đức Diêu Trì Kim Mậu. Để có được bộ phim này là nhờ sự phát tâm của công ty trách nhiệm hữu hạn Phước Công, anh Quách Thành Công và Mai Thu Trang, Quách Thành Danh, Quách Đình Đình, Nguyễn Thành Trí, Lê Văn Hết, hiệp cùng tiểu thương chợ đầu mối trái cây Bình Điền. Xin chân thành cảm niệm và tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni, hòa thượng trụ trì chùa Bát Nhã, sư huynh đại đức Thích Khai Tâm trụ trì chùa Chuẩn Đề, khu du lịch Đại Nam Văn Hiến Bình Dương, đoàn nghệ thuật hát bội Tuồng Cổ doanh nghiệp tư nhân Ngọc Khanh, khu du lịch Long Hải Vũng Tàu, núi Vinh Bà Rịa Vũng Tàu, má hai Trần Thị Cẩm pháp danh Ngọc Minh Hương, bà Nguyễn Thị Sớm tịnh thất Thiện Tài, đạo tràng Phật tử Lâm Duyên Ngọc, Phật tử Nguyễn Hoàng Thanh, Mai Thị Tính, cùng quý ban ngành đoàn thể, quý Phật tử gần xa đã phát tâm đóng góp và giúp đỡ Minh Duyên Huệ Nhẫn hoàn thành đĩa kinh này. Trong quá trình làm phim, dù chúng tôi cố gắng nhưng không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ sót. Rất mong chư tôn đức, quý thiện tri thức tận tình chỉ bảo thêm. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và luôn an lạc trong cuộc sống. Kính chúc những đại thí chủ đã phát tâm ấn tống bộ kinh này, Quách Thành Công, Mai Thu Trang, hiệp cùng toàn thể hội miễu Tây A Ngũ Hành Điện, phường Bình Trưng Tây,
quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Toàn thể quý nam nữ Phật tử, gia đình hưng thạnh, quyến thuộc Tăng Phước, Hoàng Duyên, Tấn Tài, Tấn Lộc, Tấn Bình An. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Tát Đài Chứng Minh, xin được tri ân chư tôn giáo phẩm, chư tôn thiền đức, quý Phật tử, giác linh, bần sĩ thiện duyên, Quỳnh Nhung Thanh Lệ, Lê Công Đồng và những người đã làm nên bộ kinh này để truyền lưu hậu thế mai sau. Ngưỡng nguyện chư vị vãng sanh liên hoa Phật cảnh, phù hộ nhân sinh màn ba mạt pháp biết đường tu nhân. Nam Mô Đăng Bảo Tọa Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh.